Thưa quý vị, để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống các ngân hàng thương mại, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 31 trong tháng 2 này. Tại nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 2 năm 2023, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 31 trong tháng 2 năm 2023 để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương điều hành chính sách tài khóa chủ động, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp đồng bộ giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở cho người lao động, bảo đảm an cư lạc nghiệp. Báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo. Theo Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 6 cửa hàng xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 tư nhân đầu mối nhập khẩu và cung cấp xăng dầu, 61 tư nhân phân phối và một tổng đại lý. Địa phương hiện cũng có 36 đại lý bán lẻ xăng dầu với khoảng 449 cửa hàng. 6 cửa hàng xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động là do giải thể và sửa chữa. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tùy vào từng thời điểm, có không quá 10 cửa hàng trên thành phố ngưng hoạt động, tạm ngưng hết hàng cục bộ. Số lượng cửa hàng hoạt động vẫn duy trì trên 98%. Thưa quý vị, từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đồng Nai đã được coi là một trong những cái nôi của ngành công nghiệp. Và để tiếp tục phát triển bền vững, Đồng Nai đang thực hiện các dự án phát triển khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp xanh theo xu hướng toàn cầu. Amata Biên Hòa là một trong ba khu công nghiệp đầu tiên của cả nước, được chọn để xây dựng mô hình thí điểm khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu theo hướng toàn cầu. Sau hơn 28 năm kinh nghiệm đúc kết, Amata Biên Hòa muốn cải tiến, nâng cao chất lượng, hướng đến khu công nghiệp sinh thái phát triển bền vững. Amata đang gặp thách thức nhiều nhất ở vấn đề môi trường và xã hội. Đối với môi trường, chúng ta phải tận dụng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, hạn chế phát thải. Về vấn đề xã hội, gần đây, chính quyền quy định yêu cầu phải xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Đây là những thay đổi rất có giá trị, hy vọng sớm được áp dụng trong thực tiễn. Đại diện công ty này cho biết, ngoài áp dụng công nghệ tự động vào sản xuất để giảm sức lao động, nâng hiệu suất bằng các nước tiên tiến trên thế giới, công ty còn chủ động thực hiện kỹ thuật thu hồi toàn bộ nhiệt phát ra của các nhà máy để phục vụ lại chính hoạt động sản xuất bên trong. Thế nhưng nhân tố quyết định chính thành công của phát triển xanh, bền vững là ý thức của con người. Ý thức con người mà không suy nghĩ tới xanh thì chúng ta không thể nào làm xanh được. Thì chúng tôi training, huấn luyện nhân viên bằng cách là khuyến khích họ trồng những cây thuộc trong sách đỏ mà nhà nước quy định tại khuôn viên của công ty. Công nghiệp Đồng Nai đang phải đối mặt với những thách thức do hệ lụy của quá trình thu hút công nghệ chỉ ở mức trung bình, thâm dụng lao động. Đòi hỏi địa phương này phải thay đổi theo định hướng thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, sử dụng công nghệ cao, không thâm dụng lao động. Với chiến lược này, Đồng Nai đang rất chú trọng đến phát triển khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp xanh. Tỉnh cũng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực hỗ trợ cho khu công nghiệp Amata để mà xây dựng khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu. Và nếu mà thành công sớm thì mô hình này sẽ nhanh chóng được nhân rộng ra các khu công nghiệp trong tỉnh. Để công nghiệp tiếp tục là ngành chủ lực dẫn dắt các ngành kinh tế khác, không còn con đường nào khác là phải thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án có hàm lượng chất xám cao để đem lại giá trị gia tăng tốt nhất. Đây là một trong những nhân tố để phát triển về chiều sâu, tạo nên sự thịnh vượng cho xã hội. Nhằm bảo đảm tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi nghỉ Tết âm lịch, các đơn vị thi công dự án trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng trở lại công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Đà Nẵng. Theo các đơn vị, trước đây thường xảy ra tình trạng công nhân nghỉ Tết kéo dài, khó huy động trở lại công trường. Đây cũng là vấn đề thường gặp ở nhiều công trình, khiến các dự án xây dựng thi công trở lại chậm. Tuy nhiên giờ đây, các đơn vị đã chủ động hơn để tránh tình trạng này. Trước Tết thì chúng tôi đã yêu cầu là tất cả công nhân tập trung đúng vào ngày mùng 9 Tết để bắt đầu tiến hành thi công lại, khởi công lại công trình của mình. Và đến nay là đã hoàn thành được trên 40% khối lượng công việc. Trong năm 2022 thì đã tiến hành giải ngân được 100%.
xác định đây là dự án cực kỳ quan trọng, giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải chảy tràn ra biển gây bức xúc nhiều năm qua ở thành phố Đà Nẵng. Nên để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường nước phía đông quận Sơn Trà đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết và 3 ca suốt ngày đêm ngay sau kỳ nghỉ. Đây là công trình khoang kích ngầm, cũng là một công trình những cái công nghệ cũng tương đối mới ở Việt Nam. Thì công ty chúng tôi đã chia ca chi tiết ra làm việc 24/24 để đẩy nhanh tiến độ. Và cũng trong dịp Tết vừa qua và tới bây giờ thì cũng vẫn tiếp tục duy trì và đang nâng cao cái năng suất làm việc của anh em. Dự án thoát nước sân cải tạo nước phía đông quận Sơn Trà thì tiến độ đến bây giờ là đạt được khoảng 90%. Và cái phần tuyến ống kích sẽ cố gắng hoàn thiện trước 30 tháng 5 theo cam kết. Thực tế, từ giai đoạn 2020 đến nay, nhiều dự án trọng điểm ở thành phố Đà Nẵng đã bị chậm tiến độ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã liên tục đôn đốc các dự án đẩy mạnh thi công, sớm đưa các công trình dự án quan trọng vào hoạt động để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn. Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 63 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội trong tình trạng đau bụng khó thở, nhiễm độc axit chuyển hóa nặng. Khai thác tiền sử dịch tễ, bệnh nhân sử dụng thuốc nam trên mạng. Tuy nhiên, xét nghiệm viên thuốc mà bệnh nhân uống đã tìm thấy thành phần thuốc là fenformin, một chất này đã bị hạn chế sử dụng và bị cấm lưu hành ở Mỹ cũng như các nước khác từ những năm 1978. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường sau khi sử dụng một loại thuốc nam được người quen giới thiệu. Với giá 10 triệu đồng 20 gói, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa và được người nhà đưa đến Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị hồi sức tích cực và lọc máu cấp cứu, chẩn đoán ngộ độc fenformin trong thuốc nam mà bệnh nhân mua. Fenformin được phát hiện vào năm 1957 dùng để điều trị đái tháo đường. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, người ta nhận thấy fenformin mặc dù giúp kiểm soát đường huyết nhưng lại gây ra tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng, dẫn đến tử vong. Đó chính là nhiễm axit lactic. Do đó, fenformin bị cấm. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều người đã cố tình trộn loại chất bị cấm này trong các thuốc chữa đái tháo đường dởm, mạo danh các thuốc y học cổ truyền, thuốc nam, thực phẩm chức năng để bán ra thị trường, gây ra ngộ độc. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người về thói quen tùy ý sử dụng thuốc mua trên mạng hiện nay. Nhằm thông tin kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được phê duyệt. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội thảo phổ biến về kế hoạch hành động. Hội thảo đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải khí nhà kính nhằm giảm dấu vết carbon, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 15-20%, phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực sản xuất điện khoảng 42 triệu tấn CO2, tương đương vào năm 2050. Ngày 9 tháng 2 tại Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia của Việt Nam trong tình hình hiện nay. Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia, lãnh đạo và cán bộ đến từ các ban bộ ngành trung ương, địa phương trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Trong đó có 76 bài tham luận được gửi đến hội thảo. Các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế bất cập trong xây dựng, tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia của Việt Nam. Ngoài ra, dự báo tình hình, yếu tố tác động đến an ninh quốc gia và đưa ra những quan điểm, giải pháp tổng thể, góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay. Qua trao đổi, các nhà khoa học khẳng định tiềm lực an ninh quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.